Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio Thì à, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 404 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ cho qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng Lát có dán tất cả dưới mô tả video đó <laughs> Rồi chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha à, Mấy hôm nay Lát đọc hơi nhiều, làm hơi nhiều thứ nên hơi khàn tiếng chút xíu rồi Kế hoạch xuất phát từ đầu đã được mọi người thảo luận qua một lần, hiện tại đã đến lúc lên đường, tất nhiên mấy lão tổ đại thừa cũng không có ý kiến gì nữa. Một lát sau, sau khi quân đội ma tộc đang túm tụm trên không phát ra những tiếng gầm rú, liền chia thành mấy hướng ầm ầm lao đi. Tại chỗ chỉ còn lại mấy vạn vệ sĩ ma tộc tinh nhuệ nhất và mấy gã tu sĩ đại thừa. Mà sau một canh giờ, những ma tộc tinh nhuệ này lần lượt tiến lên một số thuyền lớn rồi cũng rời khỏi hoang cốc. Bảy ngày sau, trên không một cao nguyên đồi trọc, có một đội quân do hơn 10 vạn tên chiến sĩ ma tộc tạo thành đang liều mạng chém giết trong cái biển minh trùng cái đám quân đội ma tộc này di chuyển theo đội hình lấy mấy trăm cái thuyền lớn làm trung tâm tạo thành một trận thế hình tròn phi thường huyền diệu ở trên không đồng thời còn bay ra bảy tám cái quần sáng phòng ngự ở bên ngoài một cục sáng to lớn mang theo vô số khí màu đen từ bên trong quần sáng liên tục bắn ra cứ mỗi một lần như vậy đều có từng mảng lớn thi thể quái trùng từ trên cao rơi xuống nhưng trong cái biển minh trùng ở đây thì những cái mảng quái trùng lớn như vậy quả thực là rất nhiều. Bất kể là số lượng bị chết đi nhiều hay là ít, lập tức lại càng có nhiều quái trùng hơn lao tới, liều mạng tấn công trận thế do đám ma tộc hình thành. Nguyên bản cái đội ngũ ma tộc vẫn đang chậm rãi tiến lên, thì giờ đây dưới sự ngăn cản tầng tầng lớp lớp của cái biển minh trùng, đám ma tộc này chỉ đành phải dậm chân tại chỗ không thể tiến thêm. Nhưng ngược lại, quân sáng ở trong trận lại càng phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn đem cái đám minh trùng gần đó đánh chết vô số mới có thể giảm bớt đi vài phần áp lực. Nhưng vào lúc này, trong một chiếc thuyền tại trung tâm trận hình có ba gã tu sĩ hợp thể kỳ của ma tộc đang quan sát chuyện này, sắc mặt cả đám đều có vẻ âm trầm, không có một chút vui vẻ nào cả. Hiện tại đã vận dụng đến nơi lực lượng dự phòng rồi, có lẽ đây không phải là hành động sáng suốt lắm đâu. Sau này thời gian cầm cự của chúng ta chỉ sẽ hơi sợ rút ngắn rất nhiều rồi. Một gã ma tộc to con mặc áo giáp màu đỏ đậm thì thào nói một câu. Ha, hiện tại nếu chúng ta không sử dụng cái biện pháp này thì giờ đây có lẽ cái trận hình đều đã tan rã rồi. Nếu ngày cả khó khăn trước mắt còn không thể vượt qua được thì còn nói gì đến những việc ở sau này nữa chứ. Một lão già ma tộc bộ dáng gầy còm lại hư lạnh rồi nói. Nhưng mấy cái vị thánh tổ đại nhân đã ra lệnh cho chúng ta nhất định phải cầm cự trong biển côn trùng này hơn nửa ngày. Hiện tại chẳng qua mới được có vài canh giờ mà thôi. Chúng ta nếu còn muốn sống mà trở về thì chắc chắn phải lưu lại một ít lực lượng rồi. Bằng không á, để đến lúc sức cùng lực kiệt thì chỉ bằng mấy người chúng ta làm sao có thể thoát ra khỏi cái biển côn trùng này đây chứ. Tinh ma tộc mặt dấp đỏ tỏ ra không đồng ý, hỏi ngược lại. Nếu không sử dụng toàn bộ lực lượng, chúng ta đã sớm gặp nguy hiểm rồi. Làm gì còn có chuyện chém giết để thoát khỏi biển côn trùng này nữa chứ. Chẳng qua đến phút cuối cùng Chúng ta cùng nhau thi triển bí thuật kích thích tiềm lực Cũng chưa chắc là không thể thoát thân một cách bình yên đâu Lão già gầy cơm hờ hững trả lời Bí thuật kích thích tiềm lực gì ông Đạo hữu nấu ra những cái lời này thật là dễ dàng làm sao á nha Chỉ còn quá trình nó xảy ra một chút sai lầm nhỏ thôi Thì cả đám chúng ta chỉ có nước coi chờ cứ đám côn trùng này đến cắn nuốt mà thôi Gã to con mặt dấp đỏ lạnh lùng nói Bản thân ta thì lại cảm thấy chỉ cần lập một kế hoạch thật chính xác là có thể nắm bắt cơ hội thoát khỏi cái biển côn trùng này rồi. Chuyện này cũng không phải là gì khó khăn gì cả. Lão dài gầy còm trợn mắt hậm hực nói. Tên tôi con nghe vậy thì liền giận dữ, đang muốn cãi lại thì bị một thiếu phụ trung niên có thu vi ma tôn trực tiếp ngăn lại. Bây giờ là lúc nào rồi mà hai vị còn cãi nhau ở đây nữa vậy? Nếu hai vị rảnh rỗi như vậy thì chờ đến lúc an toàn rời khỏi đây rồi cãi nhau cũng không muộn mà. Chẳng qua trước đó ba người chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực Hiện tại chúng ta đã xuất ra tất cả lực lượng rồi Muốn hối hận cũng đã không kịp nữa rồi Không bằng bây giờ suy nghĩ xem Ngoại trừ cái việc phải kích thích tiềm lực ra Thì chúng ta còn cách nào để thoát khỏi đây không nè Vẻ mặt của thiếu phụ ma tộc có vài phần nhan sắc này Không lộ ra vẻ gì rồi nói Ở Thiên diệu phu nhân nói cũng có lý đó nha Trước tiên chúng ta hãy cùng ngồi xuống bàn bạc xem có biện pháp nào khác hay là không sau khi sắc mặt của gã to con mặt dắp đỏ biến đổi, hắn miễn cưỡng đè nén bức mãn ở trong lòng rồi cười gượng nói: <cười> à, Hoàn toàn chính xác đó gã, ờ ta cũng không nghĩ rằng cái đám Minh trọng nơi này lại hung ác hơn so với bên ngoài vậy đâu, ở lúc này phải đồng tâm hợp lực mới được đó." Sau khi lão già gầy còm ho một tiếng, sắc mặt khẽ biến rồi nói: "Vì vậy, lúc này ba gã Ma Tôn lại đang trên thuyền cẩn thận bàn bạc cái kế hoạch thoát thân." Cùng lúc đó, mấy toán quân đội ma tộc cũng đang bị vây khốn trong cái biển côn trùng. Cũng có mấy gã ma tôn giống như ba người ở trên đang dần liều mạng ngăn cản từng đợt rồi từng đợt tấn công của minh trùng. Cả đám ma tôn này bộ dáng ai cũng đang cố sức chống đỡ. Chẳng qua lúc này, cái đám người của Hàng Lập, Bảo Hoa cùng với mấy vạn ma tộc tinh nhuệ thừa dịp hơn phân nửa minh trùng ở gần Thủy Ấn đều bị quân đội ma tộc hấp dẫn. liền dùng tốc độ nhanh nhất, một lần tiêu diệt hơn 10 đàn côn trùng cản đường, tiến thẳng đến nơi các Thủy Ấn không xa. Nhưng đến nơi này thì lại bị cái mạng đàn minh trùng phản ứng kịp, đem bọn hắn vây lại chật như là nêm cối. Lúc này bọn họ cũng như mấy quân đội ma tộc khác, bị cái biển côn trùng vô cùng vô tận cản đường. Chẳng qua cái đám người này cùng quân đội ma tộc khác thì không giống nhau. Mặc dù hàng lập, bảo hoa và cái đám lão tổ đại thừa còn chưa ra tay, nhưng mấy vạn ma tộc tinh nhuệ cùng gần một ngàn môn hạ đệ tử của mấy vị tu sĩ đại thừa này đã lao vào chém giết. Đám minh trùng bình thường này làm sao có thể ngăn cản nổi, Lúc này chỉ thấy vô số cái đạo quan kiếm từ đội ngũ phía trước cuồn cuộn bắn tới. Đám minh trùng ngăn cản phía trước ào ào hóa thành mưa máu văng khắp nơi, căn bản là không thể ngăn cản được gì. Cả đám ma tộc dưới sự bao phủ của ngùng ngục ma khí, với tốc độ kinh người hướng thẳng phía trước lao đến, cho dù mấy đám minh trùng lợi hại hơn so với bình thường ngăn cản ở phía trước cũng nháy mắt bị tiêu diệt. Không tới nửa giây sau, đội ngũ ma tộc này đã tiến lên được trăm vạn dặm, dọc đường đã đánh chết không biết bao nhiêu minh trùng bỗng nhiên trong biển côn trùng phía trước truyền đến một âm thanh tê tê quái dị tiếp đó cái đàn minh trùng này chợt tách ra một đám côn trùng to lớn xanh biếc xuất hiện đám côn trùng này con nào con nấy thì đều to hơn 10 trượng chân trước có dạng như cái gọng kìm miệng đầy răng nhọn hình dạng dữ tợn mọi người cẩn thận nha những con này đều là minh trùng cao cấp đó một đoạn do bọn nó phun ra tương đương với một đoạn toàn lực của ma tôn đó một gã ma tộc cao cấp hiểu biết những cái thứ này lập tức nhận ra cái đám côn trùng này liền kinh sợ thốt lên nhưng vào lúc này đám côn trùng xanh biếc phía trước há to cái miệng ra ao ao phun ra những cái cục sáng xanh biếc mấy ngàn tên ma tộc cấp độ luyện hư phía trước không kịp đề phòng đã bị những cái cục sáng này trực tiếp xuyên thủng ma khí phòng ngự đánh thẳng lên người tiếp đó cả đám phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết rồi trực tiếp bốc hơi biến mất những cái cục sáng này quả thực là vô cùng lợi hại quần sáng bảo vệ quanh người cái đám vệ sĩ ma tộc căn bản không thể mảy may ngăn cản được. <laughs> cái đám minh trùng cao cấp này vậy mà lại tập hợp ở đây nhiều như vậy nha. Xem ra bọn nó đã đoán được chúng ta mới là lực lượng chủ chốt rồi. Nếu đã như vậy, mọi người còn chân cho gì nữa. Một gã thánh tổ ma tộc mặc giáp màu đen đang đứng ngay trên mũi của chiếc thuyền thấy vậy liền cười lên ha hả. Một tay giơ lên, lập tức một chùm những cái sợi tơ bắn nhanh tới, sau khi nhoáng lên liên hóa thành một tấm lưới lớn bay lên bao phủ chừng hơn vạn dặm vài dặm thôi chứ không phải vạn dặm ngay độc lộn trực tiếp hướng về phía đám cung trùng to lớn chụp xuống lúc này sau khi sắc mặt của mấy tên đại thừa gần đó khẽ động cả đám cũng đồng loạt ra tay một gã thì chỉ là đơn giản bấm niệm pháp quyết thôi lập tức trên không phía trước xuất hiện gió lớn một cơn lốc cao ngàn trượng bỗng nhiên dựng lên sau đó hùng hổ cuốn về phía trước một gã đại thừa khác thì chỉ tay lên trời lập tức nguyên khí trên trời cao ào ào sao động. Sau khi tiếng sấm vang lên, liền có vô số tia điện to như cái miệng chén đánh xuống. Cùng lúc đó, mấy tên lão tổ đại thừa còn lại cũng âm thầm làm phép. Những lửa đau gió dài hơn một thước cùng những cái quả cầu lửa màu lam to như cái chậu rửa mặt xuất hiện bốn phía quanh cái đám cung trùng to lớn, rồi lập tức bắn tới. Thậm chí có một gã lão tổ đại thừa, bàn tay chợp vào khoảng không, một thanh kiếm nhỏ trong suốt nhoáng lên một cái hiện ra, rồi sau đó trực tiếp chém tới. Âm thanh xé gió vang lên. Lập tức có vô số kiếm quang trong suốt bắn ra, rồi ầm ầm lao tới cái đám côn trùng to lớn này. Có nhiều lão tổ đại thừa ra tay như vậy, đám côn trùng to lớn này mặc dù phi thường lợi hại, nhưng làm sao mà có thể chống lại cái số lượng công kích nhiều như vậy chứ? Lúc này giữa tiếng kêu gào thảm thiết, có con thì cơ thể bị chi năm xẻ bảy, có con thì lập tức hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt, cả đám đều bị quét sạch không còn một móng trong đội ngũ ma tộc lập tức phát ra vô số tiếng hoang hô. Không được ngừng lại, tất cả tiếp tục tiến lên! Gã thánh tổ ma tộc mặt giáp đen sau khi cười hung ác, lập tức phát ra mệnh lệnh vang vọng khắp bốn phía. Đám ma tộc tinh nhuệ liền không dám chậm trễ, cả đám đang có chút chậm lại liền lao nhanh về phía trước. Lúc này những con minh trùng lúc trước tách ra mở đường lại lần nữa hung hãn không sợ chết cuồn cuộn lao lên, nhưng cũng không thể làm chậm tốc độ tiến lên của đám người này. Hàng Lập lúc này đang ở trong phòng khách của chiến thuyền, nhưng thần niệm của hắn vẫn ở bên ngoài đảo qua, đem hết thảy xem rõ ràng. Hắn nhìn thấy cái đám cung trùng to lớn này bị một đoàn liên thủ của mấy tên đại thừa tiêu diệt dễ dàng, thì khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Đám cung trùng to lớn này mặc dù phun ra cái cột sáng của uy lực ngang ngửa với một đoàn của tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng năng lực phòng ngự lại cực kỳ kém cỏi, giống như chỉ là một đám vứt đi nếu không vừa rồi, ngay cả do vài tên đại thừa đồng loạt ra tay đi nữa, cũng không dễ dàng đem nhiều tu sĩ hợp thể như vậy mà nháy mắt tiêu diệt được. Xem ra cái đám cung trùng to lớn này không phải là minh trùng cao cấp chính thức rồi. Mà lúc này, trong phòng khách tụ tập đầy đủ toàn bộ những lão tổ đại thừa. Ngoài ra chỉ có thêm bảy 8 người đứng trước sau tùy thời phục vụ. Bảo Hoa ngồi trên một cái ghế trong phòng khách, lúc này đang vuốt ve một cái gương lớn cỡ cái bàn tay. Đúng là chiếc tiểu huyển thiên kính của nàng. Còn những tu sĩ đại thừa khác, có kẻ thì túm tụm với nhau thì thầm thầm thầm. Có người thì lại lặng im nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt của hàng lập chật lóe, hắn dừng lại rồi ngồi ở cạnh ngay thiếu nữ gần khung cửa sổ. Người này chính là thánh tổ Tà Liên. Khuôn mặt của nàng thực sự quá giống với bảo hoa. Nàng đang nhìn tình hình trận chiến của cái đám vệ sĩ với cái đàn minh trùng qua ô cửa sổ. Ánh mắt không một gợn sống. thật không sao đoán được trong lòng của nàng đang nghĩ cái gì cả. Cách thiếu nữ không xa, lão già đồng nha được vài tên đến từ cái giới diện thiên nha vây quanh lão này ngồi xếp bằng ở linh sàn nhà trên người có những vệt sáng vàng nhạt như ẩn như hiện di chuyển không ngừng thật giống như lão đang tu luyện một loại công pháp nào đó hàng lập như vừa nghĩ đến điều gì đó hắn thu ánh mắt lại rồi cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh hắn là giải đạo nhân đứng thẳng với vẻ mặt đờ đẫn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của ngân nguyệt nơi đâu cả cũng bởi vì tự hàng lập nhận thấy cái chuyến đi này có phần nguy hiểm nên không dám dẫn nàng đi theo mà để nàng lại ở động phủ tạm thời ở trong sa mạc. Theo lý mà nói, một khi ở xa hàng lập thì Ngân Nguyệt sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của vong tình quyết, nhưng vì thời gian không quá dài nên cũng không đáng lo ngại cho lắm. Khi Hàng Lập đang âm thầm cân nhắc trong lòng, thì Bảo Hoa đang ngồi im chính giữa đại sảnh chợt nhíu mày và cất lời. Các vị đạo hữu xin chú ý, chúng đến rồi. Bảo Hoa không đề cập cụ thể chúng là cái gì, nhưng các lão tổ đại thừa khác vốn đang ung dung cũng đều trở nên căng thẳng. Có một số kẻ còn lập tức hướng thần niệm quét ra bên ngoài thuyền. Hàng lập rùng mình trong lòng cũng có hành vi tương tự. Hắn thấy ở giữa biển trùng chợt dao động một trận, đột nhiên xuất hiện từng con sâu quái dị màu đỏ thẫm hừng hực như lửa. Loại minh trùng này không có lớn mấy, chỉ tầm một trượng thôi, nhưng khắp người phủ đầy từng dòng từng dòng linh văn màu vàng kim nhạt, hai mắt xanh biếc ướt ác. Ở bên trong dường như có ánh sáng năm màu lập lòe, những con minh trùng này vừa xuất hiện thì mấy tên đại thừa đứng ở phía trước và sau thuyền lớn liền biến sắc, không cần phải suy nghĩ nhiều, liền tự động thúc giục bảo vật pháp quyết. Ngay lập tức, ánh kiếm, bóng dao, tiên khối cầu lửa hay khí đen tất cả cùng ầm ầm bay ra. Những con minh trùng thông thường ở xung quanh liền hóa thành tro bụi trong đoạn tấn công hung hãn này. Thế nhưng, những cái con minh trùng màu đỏ thẫm kia thì khi bị các đoạn tấn công này bao phủ lấy thì liền khẽ rung đôi cánh lên, Bốn người của chúng lập tức trở nên mờ ảo rồi biến mất tâm mất tích thoát khỏi cái đoạn tấn công dồn dập kia một khắc sau đó bảy tám con minh trùng màu đỏ thẫm lóe lên hiện ra xuất hiện ngay bên cạnh mấy tên đại thừa rồi sau khi khẽ rung cái cánh thêm một lần nữa chúng liền lao thẳng về phía bọn hắn mấy vị lão tổ đại thừa này liền hoảng sợ kẻ thì liên tục búng tay bắn ra vô số mũi nhọn đang xen nhau chém tới hoặc có kẻ thì bên ngoài cơ thể lóe lên linh quang đồng thời có một số kiện bảo vật phòng hộ hiện ra thậm chí có một gã đại thừa dị giới sau khi khẽ quát một tiếng liền giơ tay ra chụp về phía con minh trùng trước mặt dẫu vậy dù là cái loại công kích hay phòng ngự nào thì cái lũ minh trùng này cũng chỉ cần khẽ rung cánh một cái là đã né tránh được hết chúng tựa như vô hình trực tiếp xuất hiện ngay sát bên cạnh mấy tên đại thừa rồi ngọn lửa quanh thân chúng bùng lên tỏa ra ánh sáng chói mắt mấy tên lão tổ đại thừa đều thất sắc thầm kêu không ổn nhưng cũng chỉ có thể dựa vào sự cứng rắn của cơ thể đối đầu trực tiếp với uy lực của cái việc tự bạo này. Đúng vào lúc này, trong không gian bốn phía bỗng truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của bảo hoa. Không cần hoảng sợ đâu, những thứ này cứ giao cho ta đối phó là được rồi. Lời vừa dứt thì một cái cục ánh sáng trắng đục liền từ trong khoang đại sảnh trên thuyền bắn ra. Sau một cái chớp mắt thì nó chia thành các chùm tia sáng đánh lên trên những con minh trùng màu đỏ thẫm đang định tự bạo kia làm cho chúng lộn cổ bay tuốt đi ra xa vài chục trượng. Sau một trận nổ rền vang, mấy cái vận mặt trời đỏ thẫm chói chang hiện ra giữa không trung, không gian xung quanh chúng phát ra một trận vù vù, rồi hiện ra từng đường rách giống như có thể bị xé bung ra bất cứ lúc nào. Thật không ngờ là uy lực tự bạo của cái loại minh trùng này khủng khiếp như vậy. Mấy tên lão tổ đại thừa nhìn thấy tất cả mọi chuyện nên đều hoảng sợ trong lòng. Quả nhiên cái loại minh trùng này tự bạo lợi hại y như lời đồn, nếu bọn hắn thực sự phải chống đỡ cái uy lực tự bạo với khoảng cách gần như lúc nãy thì mặc dù không đến mức ngã xuống tại trận nhưng chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc bị trọng thương. Bây giờ không gian phía trên con thuyền lớn chợt xuất hiện dao động, bóng một đóa hoa lớn màu hồng phấn lóe lên, bão hoa điềm nhiên hiện ra trên bầu trời. Mấy cái tên lão tổ đại thừa đứng rải rác trên thuyền còn chưa kịp nói lời cảm ơn với nàng thì đã nghe tiếng xé gió vang lên, lại có hơn 10 con minh trùng màu đỏ thẫm xuất hiện. Những con minh trùng này cũng thực hiện thuấn di, xuất hiện ở trong không gian xung quanh cách bảo hoa vài thước và vây chặt nàng lại. Ánh lửa trên thân của chúng lập tức bùng lên để tự bạo. Như thể chúng định dùng một đòn để tiêu diệt cái kẻ đại địch này. Thế nhưng bảo hoa chỉ cười một tiếng lạnh lùng, rồi từ trên người của nàng chật bắn ra vô số vì sao màu bạc. Chỉ một thoáng mơ hồ thôi, chúng đã biến thành một giải ngân hà mênh mông, cuốn lấy toàn bộ cái số minh trùng này vào trong. ầm âm, âm! Tiếng nổ lớn vang lên, mấy cái khối ánh sáng gây gắt lóe lên rồi vụt tắt như pháo hoa ở trong biển sao không gây tí tổn thất nào cho xung quanh cả tinh tú trong biển sao chợt chuyển mình tụ về một chỗ biến thành một cây cờ dài hơn một trượng bên trong có hình vẽ tinh tú sáng lập lòe chính là cái cây lạc tinh thiên. trong thuyền liên tục lóe lên động quang có hơn 10 lão tổ đại thừa khác vì lo lắng nên đã từ khoang thuyền bay ra trong đó sau khi một luồng ánh sáng màu xanh lá cây thu lại rồi biến mất để lộ ra một bóng người màu xanh đó chính là hàng lập hắn đứng quanh tay thích thú quan sát cử động của bảo hoa tính đợi xem nàng sẽ dùng hai cái bảo vật này để đối phó với lũ minh trùng như thế nào hai lần tự bạo trước của minh trùng đều thất bại hiển nhiên đã chọc giận cả bầy minh trùng nên chỉ một lát sau đó sau một trận xung sao của cái biển minh trùng này càng có nhiều đoàn ánh sáng đỏ thẫm hiện ra rậm rạp chằng chịt có đến gần cả ngàn con có nhiều con minh trùng màu đỏ thẫm xuất hiện như vậy nên gương mặt xinh đẹp của bảo hoa cũng không khỏi xa sầm xuống nàng không nói gì mà phất cây cờ trong tay ra nó liền biến thành một mảng ngân hà bao phủ lấy toàn bộ con thiền và hàng lập đồng thời nàng chỉ một ngón tay lên cái phía chiếc gương trên không trung chiếc gương lớn cỡ lòng bàn tay liền phát ra âm thanh vù vù nhanh chóng biến thành một vần trăng tròn trong xanh lành lạnh sau khi vần ánh sáng của mặt trăng màu vàng đục này bùng lên hàng trăm tia sáng từ đó bắn ra rồi lóe lên xuyên thủng những cái con minh trùng màu đỏ thẫm kia một cách chính xác hơn trăm con minh trùng đỏ thẫm liền gào lên một tiếng trên người lóe lên ánh sáng đỏ rồi nổ tung tại chỗ lập tức tất cả những con minh trùng bình thường quanh đó đều bị đốt cháy thành tro những con minh trùng có khả năng tự nổ còn lại chấn động tất cả chợt mờ đi rồi lại tiếp tục di chuyển tức thời hai mắt của bảo hoa chợt lóe nàng lại âm thầm điều khiển bảo vật ban đầu chỉ như ảo ảnh của một giải ngân hà thì giờ đây bắt đầu dao động mãnh liệt vô số ngôi sao bắt đầu di chuyển kéo theo từng trận rung chuyển liên miên dưới cái tình hình đó, xung quanh những chiếc thuyền lớn chợt lóe lên hào quang màu đỏ. Những cái con trùng đỏ đậm chợt xuất hiện. Nhưng khác là chúng trở nên rất chậm chạp, giống như không gian ở nơi đó trở nên đặc cứng vậy. Nụ cười lạnh lẽo của bảo hoa hiện lên, một luồng pháp lực không sao đo được từ cơ thể của nàng tuôn ra, rồi nhập thẳng vào cái vầng trăng trên cao. Ngay sau đó, vầng trăng sáng chói, vô số tia sáng màu vàng trào ra, mỗi một tia đều lao tới tiêu diệt một con minh trùng đỏ đậm có khả năng tự nổ đang bị giam chặt giữa giải ngân hà. Nhưng cũng bởi thế mà cái vầng trăng liền ảm đạm đi hơn nữa so với ban đầu. Vô số tia sáng màu vàng bắn đi nhiều như mưa, giết chết hơn nữa số minh trùng màu đỏ. Tia sáng cuối cùng còn sót lại tan đi, vầng trăng liền phát ra một tiếng trong trẻo rồi hóa thành chiếc kính nhỏ rơi xuống. Một bóng người chợt lóe lên giữa cái giải ngân hà, bão hoa bay ra, một tay bắt lấy chiếc kính, ánh mắt nhìn lướt qua những con minh trùng còn sót lại giữa cái giải ngân hà bằng ảo ảnh, tay còn lại của nàng bắt pháp quyết. Rồi... <laughs> giải ngân hà quét mạnh ngược trở lại, vô số vì sao giữa cái giải sông mênh mông bắn vút đi, rồi cùng nhau phát nổ, tạo ra một cái cơn gió lốc màu bạc lúng phúng. Bên trong cục lốc có chi chích những cái vết rách lúc sáng lúc tối, thoát ẩn thoát hiện vô cùng kỳ quái. Hả? Lốc xoáy không gian? Một tu sĩ đại thừa kỳ thấy vậy liền kinh ngạc hô to. Những tu sĩ đại thừa khác cũng lâm vào trạng thái giật mình. Ngay sau đó, cơn lốc xoáy quét đến những con minh trùng màu đỏ. Khi nó xoay tròn, những con trùng liền bị hút thẳng vào vết rách rồi biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, Bảo Hoa liền thở phào nhẹ nhõm, cánh tay khẽ phất về phía trước. Lập tức cái trận gió xoáy tan đi, thay vào đó là một lá cờ xuất hiện, sau đó nó lại tự động bay trở về trong tay của Bảo Hoa hẳn là cái lần thi triển thần thông lúc nãy đã làm cho linh tính của cái lá lạc tinh phiên này bị tổn hao rất lớn dù sao lốc xoáy không gian cũng là một loại thần thông nghịch thiên các loại bảo vật phỏng chế theo huyền thiên chi bảo bình thường thì không thể thi triển được vậy mà lạc tinh phiên có thể thành công thì chắc chắn là bởi vì bảo hoa đã vận dụng một loại bí thuật từ tổn hại nào đó cất hai món bảo vật xong bảo hoa vẫn lơ lư lửng ở trên cao mà chưa có hành động gì tiếp bỗng nạn quay lại nói với các tu sĩ đại thừa khác những con minh trùng tự nổ đã bị quét sạch rồi, các chị không cần phải lo lắng thêm nữa đâu. Sau đó, thân hình nàng khẽ động, nhẹ nhàng hạ xuống chiếc thuyền lớn. Đám người hàng lập ai nấy đều liếc mắt nhìn nhau, mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau, nhưng đều quay trở về trong thuyền. Bên trong Bảo Hoa ngồi xuống một góc gian phòng, im lặng không nói thêm câu nào. Những tu sĩ đại thừa khác thì thầm râm rang, hẳn là bọn họ đang bàn tán về uy lực của hai món bảo vật vừa mới thể hiện. Còn hàng lập thì mỉm cười quay về chỗ ngồi bởi vì không bị những con minh trùng tự nổ và cái đám cung trùng cao cấp khác ngăn trở nên đội của bọn họ cứ bay thẳng một mạch mà không gặp sự ngăn trở nào gần nửa ngày sau không để cho đàn trùng từ nơi khác kịp kéo đến chi viện mà bọn họ đã vượt qua biển trùng dày đặc cuối cùng đã thấy được bóng dáng của cái thủy ấn phía xa đáng tiếc là đội ngũ tinh nhuệ của ma tộc đã tổn thất hơn nữa sau những màn chém giết khốc liệt vừa rồi lúc này giỏi lắm chỉ còn khoảng hơn 10 vạn người đang bao quanh lấy chiếc thuyền phóng về nơi thủy ấn Đến lúc này, những tu sĩ đại thừa như Hàng Lập đã rời khỏi khoang thuyền. Một số người chưa đến nơi này bao giờ đang tò mò đánh giá tình cảnh ở bốn phía. Chỉ thấy gần sát với Thủy Ấn là một vùng đồi núi hoang vắng. Hơn nữa trong đó thỉnh thoảng còn có một vài tòa lầu cát cung điện. Có điều lúc này tất cả đều im lặng, một bóng người cũng không có. Hơn nữa càng kỳ quái là cái đàn trùng vốn vẫn liên tục đuổi theo phía sau khi đến gần cái giải đồi liền dừng lại bên ngoài. Giống như Thủy Triều gặp phải đê bao vậy. Không biết trong cái giải đồi này có gì đó cực kỳ khủng bố mà có thể khiến cho lũ trùng phải cam chịu đứng ngoài mà trơ mắt nhìn. Một bước cũng không dám tiến lại gần cái đội ngũ của ma tộc. Đây là năng lượng của phong ấn thượng cổ hả? Đúng là có năng lượng khắc chế đối với minh trùng. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ tạm thời cho những người khác ở đây canh chừng cái đàn trùng là được rồi. Còn những lão già như chúng ta thì hãy mau chóng vào sâu trong thủy ấn đi. Lão già đồng nha liếc nhìn về cái giải đồi rồi lạnh giọng nói. Đồng nha đạo hữu nói không sai, chúng ta phải chớp lấy cái thời gian này, dựa theo những gì đã bàn bạc trước đây. Tước đạo hữu, phong huynh, hai người các người hãy dẫn theo thủ hạ ở lại đây chuyên phụ trách tu bổ những cái hư hao của cấm chế khu vực gian ngoài nha. Cái phong ấn thượng cổ này giống thông suốt một mạch với nhau, chỉ cần tu bổ tốt bất kỳ chỗ nào cũng đều giúp cho khả năng khôi phục của nó tốt hơn. Bảo Hoa nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý, sau đó phân phó một tiếng. Một đôi nam nữ ma tộc lập tức đứng dậy đáp lời, những tu sĩ đại thừa khác cùng với đệ tử của người thân của họ đều được bảo hoa dẫn vào sâu bên trong thủy ấn tất nhiên là cái cấm chế nơi này hết sức lợi hại cho dù có tu vi đại thừa kỳ nhưng bọn họ chỉ dám dẫn đệ tử của mình bay ở tầm thấp mà thôi dẫu vậy thì đối với họ là tốc độ bình thường nhưng đối với người khác lại chính là vô cùng nhanh chóng khoảng nửa ngày sau đoàn người đã bay xa được hơn vạn dặm rồi lúc này khu vực phía trước chợt hiện ra một cái khe rất sâu từ trong đó tràn ra một cái làn sương màu tím cuồn cuộn không dứt bốc cao lên đến chín tầng mây càng gây kinh ngạc hơn đó là cái làn sương mang theo một mùi tanh tưởi khó chịu hễ ai mà ngửi phải liền thấy đầu choáng mắt hoa suy nghĩ trở nên mê muội lạ thường hả đây là một tu sĩ đại thừa kỳ quét thần niệm về cái đám mây tím rồi tái mặt các vị đạo hữu cẩn thận hơn một chút đi cái loại sương mù này chính là tà khí do minh trung mẫu thiết ra đừng nên cho chúng nhiễm vào cơ thể quá nhiều chính cái loại tà khí này đã làm cho các loại cung trùng ở thánh giới chúng ta biến thành minh trùng đó. Bảo Hoa cảnh báo với mọi người, những tu sĩ đại thừa quanh đó liền rụng mình, mang hào quang bảo vệ thân thể chợt sáng lên, so với lúc trước còn dày đặc hơn nhiều lần. Có người còn cẩn thận thả ra thêm một hai món bảo vật phòng hộ nữa, nhưng cũng có những tu sĩ tự phụ thần thông của mình cao cường nên vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như không biết gì. Đoàn người bay đến trên không trung bên trên cái khe nước rồi nhìn xuống, lập tức những tu sĩ đến từ cái giới diện khác như hít phải một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên dưới cái lớp sương mù màu tím cuồn cuộn là một cái khe sâu không thấy đáy, từng trận gió lạnh thỉnh thoảng ào ra làm cho người ta rét buốt, hơi lạnh còn thấm vào sâu đến tận xương thịt. Đây chính là chỗ bố trí của phong ấn thượng cổ sao? Hàng lập nhíu mày trong miệng lẩm bẩm rồi hỏi. Bảo Hoa cách đó không xa, nghe được thì bèn cười khẽ rồi quay lại nói. Hàng đạo hữu nè, thật ra cái phong ấn cổ xưa đó được bố trí ở sâu bên trong kìa, vào thời kỳ thượng cổ thì người của thánh tộc chúng ta tập trung về quanh cái phong ấn này, đào bới sạch sẽ cả một khu vực rộng đến hàng dạng dặm. Sau đó họ còn dựng lên một cái cung điện khổng lồ rồi bố trí thêm vô số tầng cấm chế huyền diệu. Cái con minh trùng mẫu hiện giờ đang ở trong trung tâm của cái điện dưới lòng đất. Bởi vì cái tòa phong ấn bị minh trùng mẫu chiếm quyền điều khiển nên chúng ta không thể trực tiếp xông vào trong cung điện được. Nhưng vào cái thời điểm mấy ngày này á, rơi ngay vào cái giai đoạn của nguyên khí bùng phát theo chu kỳ, cũng chính là lúc tòa phong ấn thượng cổ không ổn định nhất nên chúng ta mới có thể nhân cơ hội này để lẻn vào trong đó. Nếu là lúc bình thường, á, cho dù chúng ta có thần thông mạnh mẽ, nhưng chắc chắn sẽ đánh động đến con minh trùng mẫu. Con trùng chó này thật là quá cảnh giác mà. À, theo ta được biết, á, thì hầu hết các loại trùng mạnh mẽ đều lắm vào ngủ say mỗi khi bị tổn thương nguyên khí quá mức nặng nề. Lúc đó thật vô cùng khó làm chúng thức dậy, trừ khi phải đến thật gần hoặc có cái gì đó nguy hiểm đến tính mạng mới được cả. Một lão giả mặc hình tam giác, mặc áo bào thiêu bằng chỉ bạc nhướng mày rồi nói thì ra là cổ đạo huynh bảo sao lại am hiểu về các loại trùng và thú đến vậy nhưng đạo hữu chớ quên là cái con minh trùng mẫu này vốn không phải là loại hung trùng bình thường vì thế những suy đoán vừa rồi của đạo hữu thực sự không thích hợp lắm đâu bảo hoa liếc mắt về phía lão giả rồi lạnh nhạt trả lời ha mong là đúng như vậy đi người có tên là cổ đạo nhân này hừ lạnh có vẻ mặt như là không mấy tin vào lời nói của bảo hoa vậy nếu đạo hữu không tin thì cứ việc tự xuống đó kiểm chứng luôn đi mà dường như bảo hoa cũng không thích thú cái lão già cổ đạo nhân này cho lắm sắc mặt của nàng trầm xuống phớt lờ sự đả kích của đối phương rồi nhìn thật sâu xuống cái khe đất giống như đang chờ đợi điều gì đó còn cái gã cổ đạo nhân nghe vậy khuôn mặt hình tam giác giật tối sầm lại hai mắt lóe lên một tia độc ác nhưng lão vẫn giữ vẻ hầm hầm không có nói gì tức như là lão cũng chẳng đến nỗi ngu dại mà chui xuống dò xét cái khe sâu kia Hàng lập tỏ ra vẻ hứng thú chăm chú nhìn lão giả cổ đạo này rõ ràng bảo hoa không phải là loại tu sĩ đại thừa kỳ tầm thường mà lão lại dám dùng giọng điệu ngang tàn để đối đáp chắc chắn lão cũng là người rất có danh tiếng gì đây hàng đào hữu tuy lão cổ, cổ đạo nhân này, này là, là người rất chua ngoa nhưng, nhưng thần thông và cổ, cổ thuật của lão cũng khiến cho ta, ta cảm thấy rất đau đầu đó đào đậu đậu hữu chớ chứ nên dây dưa vào cái loại người này làm, làm gì nhá? nha bảo hoa trực tiếp truyền âm cho hàng lập hàng lập vẫn giữ cái vẻ mặt y nguyên như cũ chỉ hơi khẽ gật đầu nhưng không hề đáp lại câu gì những tu sĩ đại thừa khác cũng đứng lơ lửng chờ đợi một bên trên cái khe không biết có phải là do bị ảnh hưởng của cái làng mây tím kia hay là năng lực của phong ứng mà thần niệm của bọn họ không cách nào đi sâu hơn trăm trượng. Nếu mà cố gắng tiến sâu hơn thì thần niệm lập tức mất kiểm soát rồi tan đi, không thể tra xét thêm được gì ở bên dưới nữa. Nhìn cái khe đen tuyền sâu hung hút, một vài gã tu sĩ đại thừa kỳ bắt đầu nảy sinh tâm lý sợ sệt. Vào lúc này, không biết từ khi nào một cái trận bàn màu xám bạc đã xuất hiện trên tay của bảo hoa. Nàng đang bấm niệm rồi lại đánh từng đạo pháp quyết lên cái bề mặt của trận bàn. Chiếc trận bàn màu bạc này lúc sáng lúc tối trong lòng bàn tay giống như nó là một sinh vật sống vậy. Khoảng cỡ một tuần trà trôi qua, đột nhiên chiếc trận bàn tỏa ra ánh sáng chói mắt, phát ra từng hồi âm thanh vù vù, theo đó là vô số ký hiệu màu bạc tràn ra phất phới trong không trung. Chính là lúc này, các vị đạo hữu mau tiến vào đi thôi. Sắc mặt của Bảo Hoa trở nên vui vẻ, miệng nàng quát khẽ, một tay nắm lấy cái trận bàn rồi hóa thành một vệt sáng hồng nhạt lao vào trong khe sâu. Những tu sĩ đại thừa còn lại cũng không dám chậm trễ, tất cả đều cùng nhau bay vọt vào bên trong. Hàng lập nhẹ nhàng mở ra một tầng hào quang vàng ống, nhẹ nhàng tách cái lớp sương màu tím ra ngoài, rồi đi sát với cái đoàn người xuống dưới. Thực khác với dự đoán là cái khe này không phải là sâu không lường được như trong tưởng tượng, bởi vì chỉ mới bay xuống khoảng nghìn trượng là đã nhìn thấy một cái mảng mịt mờ sáng nhẹ nhẹ dần hiện ra sau cái lớp sương mù. Mọi người đáp xuống liền cảm thấy như đôi chân của mình được đặt lên một bề mặt trắng chắc lạ thường. Hàng lập ngó trái liếc phải, hắn phát hiện ra khắp nơi toàn là ngọc trắng được lát kính thành một quảng trường thật lớn, rộng cỡ trên trăm mẫu. Hơn nữa cứ cách một khoảng là được khảm thêm một viên ngọc trong suốt lớn cỡ nắm tay, chiếu sáng lên cái khu quảng trường tỏ như ban ngày. Mà xung quanh quảng trường có bảy tám con đường nhỏ quanh co khúc khiểu, chẳng biết chúng dẫn về nơi nào. Ánh mắt của hàng lập lóe lên, hắn lại ngẩng cổ nhìn về trời cao. Trên cao, sương tím từ bốn phương tám hướng ùa về, rồi men theo khe nước cuộn cuộn tuôn lên bề mặt. Nếu nhìn tổng thể thì cái quảng trường này có vẻ hơi âm u lờ mờ. Tốt lắm, nếu chúng ta đã đến được nơi này an toàn thì càng chứng tỏ con trùng đã ngủ say rồi. Lúc này mọi người có thể theo kế hoạch ban đầu mà hành động đi. Riêng ta sẽ dẫn một nhóm người đi liên hệ với linh trí của tòa phong ấn. Đồng nha đạo hữu sẽ dẫn mọi người đến từ giới diện thiên nha vào sâu bên trong, sau đó thử tìm cách liên hệ với những đầu hữu đang bị nhốt. Còn hai vị đầu hữu đến từ giới diện hắc dạ thì đi sâu vào chỗ sâu nhất nơi con hung trùng đang ngủ say hai vị hãy giám sát mọi hoạt động của nó, nhưng chớ nên đánh thức nó dậy nha. Với những cái bí thuật ẩn nấp của người đến từ giới diện hát dạ, thì hẳn là việc này không quá khó đối với hai vị thôi. Còn những đạo hữu khác á, thì hãy chia là mấy tổ rồi đi đến các nơi trong tòa cung điện ngầm để thu bổ những cái vị trí mắc trận. Mọi người nhớ phải cẩn thận đó. Trong khu vực này không khéo sẽ có những con cháu của minh trùng mẫu đang đợi sẵn. Nếu không chỉ với một mình nó thì sao có thể khống chế được cái phong ấn này chứ? Kể cả có là một bộ phận rất nhỏ đi nữa. Mà cái bầy con cháu của Minh Trùng Mẫu này chắc chắn sẽ hơn hẳn những con trùng ở bên ngoài. Ngay kể cả những người có tu di đại thừa như chúng ta mà gặp phải cũng rất là nguy hiểm. Bảo Hoa nhìn tình hình xung quanh vài lần, sau đó nghiêm nghị phân chia nhiệm vụ thật là rõ ràng cụ thể. <laughs> không thành vấn đề. Vậy tôi đi trước đây. Bảo Hoa đạo hữu nhớ cẩn thận đó nha. Các tu sĩ đại thừa khác không có ai tỏ ra ý kiến phản đối cả. Tất cả đều tự chia thành từng tổ rồi điềm tĩnh rời đi bóng dáng của hàng lập giải đạo nhân và hai tu sĩ khác biến mất ở cuối một con đường nhỏ ven quảng trường hai gã đại thừa kỳ kia một trong đó là tà liên và một là người được màn khí màu xanh che kín toàn thân đến từ cái giới diện khác tên gọi là lục thạch bốn người bọn họ cùng nhau lãnh nhiệm vụ đến tu bổ một cái mắt trận trong cung điện ngầm tà liên mỉm cười đi trước tiên trong tay nàng vân vê một cái thẻ ngọc hàng lập cùng giải đạo nhân đi ở giữa lục thạch lẳng lặng theo sát ở phía sau Bốn người bọn họ không có nói gì, cứ lặng lẽ lướt nhẹ nhàng cách mặt đất mấy trượng. Vẻ mặt của Hàng Lập luôn bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn liên tục quan sát thật kỹ hai bên đường. Con đường nhỏ dẫn bọn họ đi qua một cái rừng mộ trong quần thể cung điện. Những ngôi mộ được xây theo bốn cạnh thật cao, cứ một cái lại nói tiếp một cái. Phóng hết cả tầm mắt cũng khó mà nhìn thấy được điểm cuối của cái khu rừng mộ này. Kiến trúc của cái nấm mộ này mang phong cách rất là cổ xưa. Bề mặt ngoài của nó được khắc lên những cái chữ viết từ thời thượng cổ, làm cho người ta không khỏi trỗi dậy một nỗi tang thương trong lòng. Xem ra cái rừng bia mộ đã tồn tại ở đây vô số năm tháng rồi. Rừng mộ rộng lớn lạ thường, nhóm của Hàng Lập cứ bay mãi đến cả tuần trà nhưng vẫn chưa thấy điểm ra. Bỗng Hàng Lập nhíu mày, thân hình chợt dừng lại một chập Sao vậy? Hàng đạo hữu phát hiện thấy điều gì hả? Tà Liên thấy vẻ khác thường của Hàng Lập nên vội hỏi. Tu sĩ tên là Lục Thạch cũng bay chậm lại rồi nhìn Hàng Lập với ánh mắt tò mò. Hình như bên kia có thứ gì đó khá thú vị đó các vị đạo hữu cũng muốn qua đó xem lát không vậy Ánh mắt của Hàng Lập nhìn về phía chỗ sâu Tích ở trong khu rừng mộ Rồi bất chợt mỉm cười hỏi Thần niệm của đạo hữu có thể quan sát được xa như vậy sao Thân niệm của Tài Liên lập tức quét về phía hướng mà Hàng Lập nói Nhưng không phát hiện ra điều gì Sắc mặt của nàng khẽ đổi Nếu Hàng Đạo Hữu đã nói vậy rồi Thì hay là chúng ta cùng nhau qua đó xem thử của thế nào Lục Thạch quét thần niệm về phía đó nhưng cũng không thấy gì, hắn thầm trùng mình rồi nói. Nếu nói đến những thần thông khác thì chưa biết, nhưng về thần niệm của Hàng Lập thì Tà Liên và hắn tuyệt đối không thể sánh bằng. Hàng Lập nghe vậy thì liền khẽ mỉm cười, thân hình hơi động bắt đầu bay về phía bên kia khu rừng mộ. Giải đạo nhân vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn bay sát hắn. Tà Liên và Lục Thạch liếc mắt nhìn lẫn nhau, cả hai đều mang theo một chút trục rè bay theo. Vừa rời khỏi con đường lát gạch được vài chục trượng, lập tức sắc mặt của Tà Liên và lão tổ Lục Thạch khẽ động. Cả hai như đã phát hiện ra cái điều gì đó bốn người nhanh chóng bay qua từng ngọn thạch tháp. Sau khi vượt qua hơn thêm 200 trăm trường nữa, thì tới một cái mảng trống trải, cái hố sâu đường kính khoảng 8 trường hiện ra rõ ràng ngay trước mặt. Xung quanh hố to là bảy tám cái tòa thạch tháp đổ trái ngã phải, mỗi thạch tháp đều bị gãy đôi chỉ còn lại một nửa. Trên mặt đất gần đó có vô số vết đau, vết kiếm văng khắp nơi, dường như trước đó không lâu nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Ở bên trong cái hố sâu là một cái xác côn trùng bị cháy đen. Dựa vào hình dạng và độ lớn của cái xác này, có thể thấy nó chỉ còn lại non nữa phần hài cốt mà thôi. Mặc dù cái xác côn trùng này không được đầy đủ bốn chân, nhưng bộ dáng dữ tận vẫn còn hiển hiện, khiến cho ngay cả tạ liên và lão tổ lục thạch cũng phải cảm thấy lạnh người. Xác côn trùng này khá giống với những con minh trùng bình thường khác, ngoài cơ thể cũng được bao trùm bởi một cái tầng giáp bóng loáng, nhưng có điểm khác biệt là ngay phía trên cái cổ nhỏ dài của nó lại có một cái đầu có vẻ mặt của một gã đàn ông cực kỳ xấu xí, mặc dù cái xác chỉ còn lại hơn một nửa nhưng diện mạo vẫn còn đầy đủ hơn nữa trên đầu nó còn một một mớ tóc bù xù màu xanh nhìn như một đám cỏ dại nửa cái xác côn trùng này nằm sấp ở trên mặt đất không nhúc nhích khắp nơi không thấy có vết máu nào văng ra cả rõ ràng con minh trùng này đã sớm chết ở chỗ này từ rất lâu rồi đây mới chính thức là con cháu do minh trùng mẫu sinh ra nhìn nó quả thực là có cảm giác không được thoải mái tà liên nhìn cái xác kia sắc mặt của nàng hơi trở nên trắng bệch rồi nói Ha, không phải là giả chứ tôi cũng không nghĩ tới cái đám minh trùng chính thức này lại có hình dạng như vậy nữa bởi vậy cũng có thể đoán được nếu thực sự gặp phải con minh trùng mẫu kia thì chắc chắn sẽ càng cảm thấy buồn nôn hơn rất là nhiều đó hàng đạo hữu có cảm thấy như vậy không lão tổ lục thạch hừ lạnh một tiếng quay đầu về phía của hàng lập rồi hỏi một câu có lẽ là vậy đó nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy con minh trùng mẫu kia thì hàng mẫu cũng không thể đưa ra phán đoán gì được cả hàng lập cười nhạt tay áo bỗng nhiên hướng về phía hố to rung lên một tiếng oanh vang lên, lập tức có một cỗ lực đẩy vô hình đem cái xác côn trùng đang nằm sấp kia lật ngửa lên, phần bụng bên dưới của con minh trùng này liền lộ ra. Trong lòng của Tạ Liên khẽ động, lập tức tập trung nhìn về phía cái xác, khuôn mặt xinh đẹp lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở phần bụng của cái xác côn trùng có mười mấy cái chân không còn toàn vẹn, trong đó có một số cái dường như khá bén nhọn, cả chân mọc đầy lông cứng màu đen, so với mấy con minh trùng bình thường khác thì hoàn toàn giống nhau. Điểm khác lạ chính là cái phần còn lại của mấy cái chân này á, lại có da thịt trắng noãn cùng với tay chân của người bình thường tương tự. Nhưng phần ngọn của mấy cái chân này á, cũng không có hình dáng năm ngón tay mà thay vào đó nó được chia thành ba ngón. Trong đó có một ngón to, hai ngón còn lại thì nhỏ hơn. Lão Tổ Lục Thạch nhìn thấy tất cả những thứ này á, thì sau khi khuôn mặt cô quắp lại mấy lần, liền nhấc tay. Một âm thanh vang lên, một cái quả cầu lửa màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Thạch nằm ngón tay hắn khẽ coi lại lập tức một chùm ánh lửa bay về phía cái xác côn trùng bên ngoài quả cầu lửa không tỏa ra bất kỳ hơi nóng nào nhưng khoảng không gần đó lại bị vặn vẹo mơ hồ rõ ràng cái quả cầu lửa màu lam này có uy lực rất lớn không phải là mấy loại lửa bình thường có thể so sánh được những âm thanh xèo xèo vang lên quả cầu lửa vừa tiếp xúc với xác côn trùng liền lập tức hóa thành một ngọn lửa ầm ầm bốc cháy một lát sau lão tổ lục thạch tay bấm niệm pháp quyết một lần nữa hướng cái xác cung trùng kia chập tới. Lại một âm thanh vang lên, ngọn lửa màu lam trong nháy mắt biến mất, xác con minh trùng một lần nữa lộ ra. Lần này, cái xác của con minh trùng kia so với lúc trước chỉ là cháy đen hơn một chút, ngoài ra không thấy có biến đổi gì lớn cả, cũng không thấy có dấu hiệu bị tan ra chút nào. Trong lòng lão tổ lục thạch trung lên, sắc mặt trở nên âm trầm, khuôn mặt của tạ liên càng trở nên khó coi hơn. Giải đạo nhân ngoại trừ lúc đầu ánh mắt khẽ chớp chớp mấy cái sau đó vẻ mặt đờ đẫn như cũ. Có chút ý tứ đó, để cho hàng mẫu thử một lần xem sao. Hàng lập khẽ nở nụ cười, vừa dứt lời cánh tay nhấc lên, từ ba ngón tay truyền ra những âm thanh tiếng kim loại va chạm, tiếng xé gió vang lên. Ba đạo kiếm quang màu xanh lần lượt theo cái đường thẳng từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, chém lên cái xác minh trùng. Thanh thanh thanh! Ba âm thanh tương tự truyền ra, ba đạo kiếm quang chém lên ba cái xác lại cho ba cái kết quả hoàn toàn khác nhau đạo kiếm quang thứ nhất chém ra thì lập tức trên cơ thể minh trùng kia chợt bắn ra tia lửa đạo thứ hai thì đem cái xác cung trùng cắt ra một đoạn đạo kiếm quan thứ ba sau khi nhoáng lên rồi biến mất đem xác của minh trùng này nhẹ nhàng chia ra hai nữa. nhìn thấy cái tình trạng như vậy trong mắt của tà liên và lục thạch cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc còn hàng lập thì vân vê cái cầm cũng lộ ra vẻ mặt đâm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó tà liên suy nghĩ một hồi sau đó nàng trực tiếp mở miệng hỏi một cách dứt khoát Hàng huynh à, uy lực của ba đạo kiếm quang vừa rồi không giống nhau phải không vậy? Nếu không á, thì vì sao lại có kết quả như vậy chứ? Uy lực của bọn chúng á, đúng là không có giống nhau đâu. Đạo kiếm quang đầu tiên chẳng qua là ẩn chứa một nửa pháp lực của ta thôi. Đạo thứ hai thì ẩn chứa toàn bộ pháp lực. Còn về cái phần đạo kiếm quang thứ ba thì tại hạ đem một thanh phi kiếm có tinh thần tương liên với ta, trực tiếp sáp nhập vào trong kiếm quan nên mới tạo thành một cái kiếm có hiệu quả như vậy đó. Hàng lập nhàn nhạt trả lời, dường như, như hắn không quý giấu giếm điều gì cả. Tà Liên và Lục Thạch tự nhiên sẽ không thể biết được rằng Hàng Lập ngoại trừ thêm vào cái đạo kiếm quan thứ ba một cái thanh thanh trúc phong vân kiếm đúng như lời của hắn nói. Thì hai cái đạo kiếm quan lúc đầu rót vào mấy phần pháp lực mà hắn nói cũng chỉ là so với pháp lực của tu sĩ đại thừa bình thường mà thôi. Với chân nguyên của bản thân hắn đã vượt xa những tu sĩ đại thừa bình thường mà nói. Cái đạo kiếm quan thứ nhất khi nãy chẳng qua hắn chỉ rót vào hai thành pháp lực thôi. Còn đạo thứ hai cũng chỉ là bốn năm thành pháp lực mà thôi nhưng chỉ cần như thế thì sự mạnh mẽ của cái xác côn trùng này cũng làm cho trong lòng tà liên và lão tổ lục thạch hoảng sợ rồi xác minh trùng này chẳng những không sợ ngọn lửa của lục thạch đào hữu thậm chí kiếm quan của hàng đào hữu cũng chỉ có thể triệt tiêu hơn phân nữa thôi xem ra cái loại con cháu trực hệ của minh trùng mẫu so với những suy đoán ban đầu còn đáng sợ hơn mấy phần nữa lỡ như mà về sau thực sự gặp phải bọn chúng thì ba vị đào hữu liệu có cái kế sách nào để đối phó với bọn chúng không vậy Khuôn mặt xinh đẹp của tạ liên âm tịch bất định Sau một lúc biến đổi mới kiên kỵ hỏi một câu Có gì đáng sợ đâu chứ Cái đám minh trùng này cũng không phải là không có cách nào giết chết mà Nếu thật sự gặp phải bọn chúng Chúng ta thi triển thần thông là được rồi Lão Phu cũng không tin Chúng ta bốn người đồng loạt ra tay mà không thể đối phó được một con sâu đâu Lão Tổ Lục Thạch bỗng nhiên cười lạnh rồi trả lời <laughs> Nếu chỉ là một con thôi Tất nhiên chúng ta không cần quan tâm rồi nhưng nếu đụng phải tới 7 tám con, mười mấy con, thậm chí còn nhiều hơn nữa, thì lục thạch đầu hữu còn có thể tự tin như vậy hay không? Tạ Liên thở dài rồi nói. Mười mấy con hả? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra đâu. Lão tổ lục thạch nguyên vốn giả bộ khinh thường, lập tức vẻ mặt ngưng trọng hơn mấy phần. <laughs> Gặp phải triệu minh trùng loại này thì đúng là không có khả năng cao đâu vì nếu cái minh trùng mẫu khi thực sự có khả năng uh, sinh ra được cái đám con cháu mạnh mẽ như vậy á thì chỉ sợ nó đã sớm thoát ra khỏi phong ấn thượng cổ rồi làm sao lại bị trấn áp ở nơi này nhiều năm vậy chứ sau khi hàng lập trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói hy vọng có thể giống như hai vị đầu hữu suy đoán đi nếu không á thì gặp phải mấy con minh trùng hung hãn này á đúng là phiền phức lớn đó nhìn tình hình nơi đây con minh trùng này hẳn là bị những đầu hữu đã tiến vào lúc trước đánh gục rồi nhưng chẳng biết tại sao bọn họ lại lập tức rời đi mà dường như là bọn họ rời đi vô cùng dội vàng không biết lúc trước có phải bọn họ đã gặp phải lượng lớn cái loại minh trùng hung hãn này hay không nữa. Tà Liên nghe vậy chỉ có thể cười gượng gật đầu. Bất kể là như thế nào, chúng ta đã đến nơi này rồi thì tất nhiên không thể lâm trận thoát lui rồi. Chúng ta ở chỗ này cũng đã chậm trễ không ít thời gian. Tốt nhất là hãy tiếp tục lên đường thôi. Đừng để vì chúng ta mà làm lỡ việc lớn của bảo hoa đậu hũ thì khi đó mới thực sự là hỏng bét đó nha. Sau khi Hàng Lập bình tĩnh nói mấy câu, liền xoay người hướng về phía lúc đầu bay đi, sau khi xác định được cái loại minh trùng hung hãn này đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì lớn hắn tự nhiên sẽ không phí tâm để ý thêm nữa giải đạo nhân không nói một lời theo sát hắn bay đi tà liên và lục thạch thấy hàng lập dứt khoát bỏ đi như vậy cũng không khỏi có chút bất ngờ nhưng sau khi bọn hắn nhìn nhau lại cảm thấy hàng lập nói cũng có lý lập tức cả hai không tiếp tục suy nghĩ nữa mà bay theo hắn trong bốn gã đại thừa ở đây giải đạo nhân hoàn toàn nghe theo lệnh của hàng lập cộng thêm vừa rồi hàng lập cho thấy thần thức của hắn mạnh mẽ vượt xa những người khác cho nên tà liên và lục thạch ngay cả trong lòng có những ý nghĩ khác thì ngoài mặt cũng sẽ không tỏ ra vẻ gì chỉ có thể vì an toàn mà đi theo hàng lập thôi không bao lâu sau bốn người liền quay trở về con đường nhỏ lúc đầu rồi dọc theo tuyến đường đã được đánh dấu trên bản đồ tiếp tục tiến về phía trước lúc này đây đám người hàng lập liên tục xuyên qua mấy cái khu vực trong cung điện ngầm nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra cả lại càng không thấy bất kỳ bóng dáng nào của những con minh trùng hung hãn kia Điều này khiến cho trong lòng của Tạ Liên và Lục Thạch cảm thấy yên tâm hơn. Mặc dù bọn họ cũng là những tu sĩ đại thừa, nhưng tuyệt không muốn gặp phải mấy cái con minh trùng hung hãn giống với mấy con bọ họ đã thấy lúc trước. Giờ phút này, bốn người đã tiến vào trong một cái vườn hoa rộng lớn phi thường. Hai bên toàn là những cây cỏ thấp bé lập lòe phát ra ánh sáng màu bạc. Trên đó là những đóa hoa màu bạc to cỡ bàn tay, lông mềm như nhung, diễm lệ dị thường. Nhưng ngay cả chút mùi thơm cũng không có. Ngay từ đầu, lão tổ lục thạch đối với mấy cây hoa màu bạc này khá là cảnh giác. Nhưng đến khi tà liên hời hợt nói cho hắn biết, hoa này là một loại thực vật phổ biến nhất ở ma giới. Ngoại trừ dùng để luyện chế đan dược cấp tháp ra thì cũng không có tác dụng gì. Thì cái vị tu sĩ đại thừa đến từ giới diện khác này mới cảm thấy yên tâm. Hàng huynh à, theo như những điểm được đánh dấu trên bản đồ, phía trước chúng ta chính là mắt trận cấm chế của cung điện ngầm. Chúng ta chỉ cần chữa trị cho nó một lần nữa thì xem như nhiệm vụ của chuyến đi này đã hoàn thành rồi ngay khi ba người ra khỏi vườn hoa lập tức nhìn thấy ở phía đằng xa dường như thấp thoáng một tòa cung điện màu xám trắng lúc này tài liên khẽ cười rồi nói ừ quả thật là không còn xa nữa xem ra chúng ta đi chuyến này khá thuận lợi đó không biết là những đậu hữu khác có được như chúng ta hay không nữa Hàng lập gật đầu trên mặt không lộ ra vẻ gì trả lời chẳng biết tại sao kể từ sau khi hắn đến cái vườn hoa này mặc dù không phát hiện ra chỗ nào khác thường cả nhưng hắn lại luôn có cái cảm giác quỷ dị như thể hắn đang bị thứ gì đó nhìn chằm mà với thần thức mạnh mẽ của hắn hiện tại lại vẫn không phát hiện ra cái bóng dáng của đối phương đây dường như là chuyện không thể xảy ra điều này nói rõ hoặc là đối phương thực sự có thần thông nghịch thiên có thể tránh thoát khỏi thần niệm của hắn hoặc là chính hắn vì bị ảnh hưởng bởi lực lượng cấm chế trong cung điện ngầm nên tự mình sinh ra ảo giác mà thôi chẳng qua với tính cẩn thận của hàng lập từ xưa cho tới nay giờ phút này tự nhiên hắn sẽ càng cẩn thận hơn so với bình thường nhưng ngay khi hắn vừa ra khỏi cửa vườn hoa kia cái loại cảm giác quỷ dị này liền biến mất không còn thấy tâm hơi dường như từ đầu đến giờ không hề xảy ra chuyện gì vậy điều này làm cho hàng lập khó hiểu thực làm cho đầu óc của hắn có chút lẫn lộn cùng lúc đó trong một hang động tăm tối sâu bên trong cung điện ngầm một bóng người lúc ẩn lúc hiện bỗng nhiên phát ra tiếng cười âm hiểm trầm thấp luyện thần thuật lại còn tu luyện đến tầng thứ hai nữa hả luyện thần thuật dưới hạ dưới không ngờ lại có người tu luyện cái bí thuật này <laughs> Trời không tuyệt đường ta Không muốn công lão phu đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy ở chỗ này <cười> Tiếng cười kia lúc đầu thì không lớn Cũng có chút mơ hồ không rõ Nhưng về sau lại dần dần rõ ràng Rồi càng thêm điên cuồng Làm cho người nghe cảm thấy không lạnh mà rung Tất nhiên là Hàng Lập không thể nào biết được Chuyện gì đang xảy ra ở nơi sâu tích Ở trong cung điện ngầm Tuy vậy một cảm giác hơi khác lạ bỗng hiện lên trong lòng hắn chợt thấy hơi lo lắng mông lung bốn người bọn họ ra khỏi khu vườn đi tới khoảng rộng thoạt giống như một cái quảng trường nhỏ phía đối diện quảng trường là một cung điện sừng sững thoạt nhìn nó hơi vắng vẻ đến cả một tiếng động cũng không có lạ thật rồi nha thượng điểm của ta không thể nào xâm nhập vào sâu được Ở chẳng lẽ đến nơi này rồi mà vẫn còn chịu ảnh hưởng của cấm chế sao lục thạch tỏ ra vẻ lo lắng không phải tác dụng của cấm chế đâu mà cái cung điện này được xây dựng thành từ một loại tài liệu đặc biệt ở thánh giới chúng ta nó có tên là minh hà sa được dùng dùng để ngăn cách thường niệm cực kỳ hữu hiệu lục đầu hữu cố gắng hết sức nhưng không thể dò xét bên trong cũng là điều dễ hiểu thôi hai mắt của tạ liên quan sát cung điện thật kỹ rồi cười khẽ rồi đáp lời nhưng mà hình như ở nơi này còn có khí tức của minh trùng nữa lão tổ lục thạch không cảm thấy an tâm hơn khi nghe câu trả lời từ phía tạ liên mà ngược lại cái mũi của hắn hơi nhăn lại sắc mặt chợt đổi rồi thốt lên. Cùng lúc đó cánh tay của hắn đã chụp đến, một cái lưỡi đao ngắn được khí xanh bao phủ lượng lờ xung quanh, bất ngờ hiện lên không một tiếng động. Khí tức của Minh Trùng hả? Lục Thạch Đạo Hữu không có nói sai chứ. Tà Liên nghe thấy vậy thì liền kinh ngạc, nàng nói vậy nhưng vẫn múa cái bàn tay ra khoảng không trước mặt, lập tức ba cái vòng tay chợt lóe lên. Ha, lão phu tu luyện Bạch Sinh vô vọng đại pháp, chỉ cần cảnh giác thì cho dù là có người ẩn nấp ngoài mưa dặm Nhưng ta vẫn có thể phát hiện ra rõ mồm một thôi Chuyện cỏn con trước mặt này có đáng là cái gì chứ Lão Tổ Lục Thạch hừ nhẹ nói với vẻ quả quyết Hàng Lập nghe thế thì liền nhíu mày Hắn nhìn cung điện phía trước Sau đó lòng bàn tay chà sát mạnh với nhau Rồi băng Hai tiếng sắc đinh tai vang lên Một đôi vật chớp màu vàng bắn ra Sau khi nhoán lên liền biến thành cặp rắn vàng Mỗi con dài hơn 10 trượng Lao thẳng đến chiếc cổng lớn của cung điện âm thanh sấm giật đi đùng liên miên bên trong bên ngoài có thể thấy lờ mờ vô số tia chớp đang oanh tạc ở trong đó ít tà thần lôi tà liên vừa thấy hình dạng của tia chớp kinh người thì sắc mặt liền tái đi tuy ít tà thần lôi không có tác dụng khắc chế bao nhiêu với tu sĩ cấp bậc thánh tổ như nàng nhưng nếu do tu sĩ có cảnh giới cao như hàng lập thi triển thì tất nhiên sẽ rất nguy hiểm mà đúng lúc này trong điện phủ bỗng vang lên vài tiếng vèo vèo xen vào những cái trạng sấm nổ liên miên tiếp đó lại là vài tiếng phốc phốc năm cái bóng đen chợt bắn ra nhanh như điện sẹt chớp động mấy lần rồi xếp thành một hàng ngay trên quảng trường vừa vặn đối diện với hàng lập và những người bên cạnh đúng thật là những con hung trùng đó rồi lục thạch đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng những cái bóng đen mới xuất hiện sắc mặt trở nên lạnh như băng rồi nói thì ra năm cái bóng đen này chính là năm con trùng đầu đạn rất to mỗi con đều lớn đến gần ba bốn trượng trên cái cổ nhỏ dài của chúng còn có thêm khuôn mặt giống như một người đàn ông xấu xí đặc biệt là mỗi chân trước của chúng đều cầm theo một món vũ khí thô kệch giống như một cây cung. càng đáng chú ý hơn là con trùng mặt người to lớn nhất đứng ở trung tâm, quanh thân nó là một lớp giáp xác màu lam nhạt, bốn chân có màu ngâm đen, so với những cái xác côn trùng mà nhóm hàng lập đã gặp rất giống với nhau. Con trùng đầu đàn màu lam vừa nhìn thấy bốn người hàng lập đã tỏ ra vẻ dữ tợn, miệng phát ra âm thanh của con người khá khó nghe. Quá, quá, đau quá đúng là loại khác rồi lấy sắp được ăn máu thịt của loại khác rồi quá quá đúng vậy Mùi dậy thơm ngon béo ngậy của máu thịt ta đã ném thử rồi nhưng đã là không biết bao lâu rồi quá những con trùng có bộ mặt giống người tỏ ra vẻ tham lam tất nhiên là hàng lập và những người khác đã trông thấy rõ ràng khuôn mặt của mấy con trùng này tà liên nghe được vậy thì sắc mặt liền trầm lại một tay của nàng điểm về khoảng không phía trước ba cái vòng tay màu bạc liền tỏa sáng chói mắt phát ra những tiếng kêu ong ong. Hàng Lập nhìn năm con trùng rồi mỉm cười nói với Lục Thạch và Tài Liên. Sớm vậy mà đã gặp phải năm con cùng một lúc rồi. Nếu nói tốt thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Mà nói là xấu thì cũng không đến nỗi quá xấu. Ta với Giả Huynh sẽ đối phó với ba con. Số còn lại thì giao cho hai đầu hữu chắc là không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Giải Huynh cùng hàng đạo hữu đều không phải là dạng tu sĩ đại thừa kỳ tầm thường. Như vậy cứ coi như đây là làm phiền hai Huynh đi. Tài Liên cười khanh khách rồi đồng ý lục thạch lại càng không có ý kiến phản đối gì thanh đao nhỏ cầm trong tay khẽ vung lên một cổ khí bất chợt ngưng tụ thành dao lông lao thẳng tới một con nhân diện trùng con trùng thấy vậy thì không những không sợ hãi chút nào nó há to cái miệng phun ra một làn khí màu xám trắng để đỡ lại tiếng nổ đinh tay nhức ốc vang lên hai cái luồng khí chạm vào đã liền quện vào nhau rồi cả hai cùng lao thẳng tấp lên cao giống như hai con dao lông một xanh một xám đang cuốn chặt rồi liên tục cắn xé lẫn nhau vậy ba cái vòng bạc trước mặt tà liên chợt lóe lên sau đó chợt biến mất hút ngay lập tức không trung trên đỉnh đầu một con trùng lớn hơi dao động cả ba cái vòng bất ngờ hiện ra rồi mạnh mẽ áp xuống sắc mặt của con nhân diện trùng phía dưới chợt hiện lên vẻ tàn ác hai tay của nó đang nắm chặt cặp côn đột nhiên vụt mạnh lên không trung làm không khí xung quanh dao động nổ âm âm hai cái vật sáng trắng xóa mang theo lực đánh khổng lồ như sóng thủy triều ập đến ba cái vòng màu bạc hào quang của ba cái vòng chớp nháy một chập chúng lập tức bị chặn lại không thể rơi xuống thêm được nữa. Con nhân diện trùng màu lam đang đứng ở giữa cười thành tiếng quàng quạt rất quái dị. Đồng thời chân sau của nó khẽ động, hai ngọn côn đen tuyền tùy tiện vung lên. Toàn thân hình của nó liền mờ dần đi rồi biến mất hút vào trong không gian quanh đó. Giải đạo nhân thấy vậy thì hai mắt lóe lên nói cục ngủng. Giao cho ta! Những tia chớp sáng màu bạc chợt hiện khắp toàn thân, hắn liền biến mất sau một tiếng sét rền vang. Ngay sau đó, ở một chỗ không trung trống rỗng bỗng nổ anh rên rỉ giải đạo nhân và con côn trùng có khuôn mặt người màu lam chợt xuất hiện ngay trung tâm của một cái trận dao động dữ dội đang từ từ hiện lên giải đạo nhân chẳng nói chẳng rằng chụp vào không gian phía trước từng sợi chớp điện màu bạc lượn lờ rồi ngưng tụ lại thành hai cái lưỡi đao khổng lồ sáng lóng lánh tiếp đó là thân hình của hắn lại biến thành khổng lồ hơn mấy chục trượng giải đạo nhân bước nhanh tới rồi mang theo từng trận sấm chớp nổ nhức tay chém thẳng xuống đầu của con trùng con trùng màu lam kêu to thân hình của nó cũng lớn thêm gấp mấy lần rồi không chút sợ sệt vùng cây côn đỡ lấy lưỡi đau từng trận nổ giống như trời long đất lở vang lên một con khôi lỗi một con trùng chẳng ai chịu nhường ai cả hai múa may vũ khí trong tay như điên mà đấu với đối phương giải đạo nhân chẳng tỏ ra chút biểu cảm nào nhưng đôi bàn tay huy động cặp đau màu bạc vô cùng khéo léo giống như hai cái vòng bánh xe kín mít bao vây địch thủ vào trong vậy mà con trùng mang mặt người màu lam cũng cười những cái tiếng quái dị không ngớt cây cung to màu đen trong tay của nó hóa thành một làn khí đen bao kính lấy toàn thân trên bộ mặt xấu xí liên tục phô diễn dáng vẻ điên cuồng háo hức trong khoảnh khắc này cả hai không cách nào phân ra cao thấp được lúc này Tạ liên đang đứng ở sau ảo ảnh một đóa hoa xanh biếc sau khi ảo ảnh nhoáng lên nó liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao xanh ngắt dưới sự điều khiển của Tạ liên chúng liền hóa thành một biển đao phóng ập đến con trùng phía đối diện mà trong tay của lục thạch không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cái ấn khổng lồ màu vàng rực một tay hắn khẽ điểm chỉ, chiếc ấn lập tức hóa thành ngọn núi nhỏ màu vàng, điên cuồng lao thẳng về phía đối thủ của mình. Dù cho con nhân diện trùng này có thân thể cứng chắc lạ thường đến đâu, nhưng khi phải đối mặt với kiểu đòn tấn công kinh người như vậy thì nó chỉ biết tránh né liên tục, không sao dám đón đỡ cái gì. Hàng lập thấy hai người này tự động thi triển thần thông cuốn lấy hai con nhân diện trùng. Lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về phía hai con trùng còn lại. Hai con trùng có khuôn mặt như người còn sót lại, đang lộ ra sắc mặt do dự, hiển nhiên là chúng chưa dám đi trợ giúp đồng bọn mà còn phải đứng canh chừng cái kẻ địch duy nhất còn nhàn rỗi này Hàng lập không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười hai tay của hắn chấp lại bấm niệm thần chú quanh thân bắt đầu bắn ra vô số ký hiệu màu vàng từng tiếng sóng vang lên đám ký hiệu màu vàng lập tức hóa thành những cái vệt sáng hình lưỡi hái bao phủ kín như bưng lấy thân hình của hàng lập nhưng bất ngờ là một cái pháp quyết trên một tay của hắn chợt đổi còn tay còn lại thì chụp nhanh về phía trước hầu hết những tia điện màu vàng liền tụ tập hết về lòng bàn tay rồi chỉ chốc lát chúng đã biến thành những cái quả cầu điện sáng rực rỡ từ lòng bàn tay của hàng lập bắt đầu toát ra những âm thanh gầm rú kéo theo một khí tức cực kỳ đáng sợ hai con trùng mặt người vừa thấy cảnh này liền ý thức được rằng hàng lập đang uy hiếp đến tính mạng của mình dường như trong cùng một lúc cả hai con đồng loạt kêu vang cặp cánh ở sau lưng rung lên chúng liền hóa thành những vệt hình ảnh đâm thẳng tới phía của hàng lập trong đó có một con đột nhiên há to cái miệng phun ra một loại chất dịch cực kỳ hăng mũi con còn lại thì xoay vòng đôi cánh tay hai khúc côn gào một tiếng thật chói tai lao trực tiếp về phía của hàng lập cây gậy còn chưa tới mà từng cơn gió mạnh ập đến rác cả mặt khiến cho việc hít thở trở nên cực kỳ khó khăn hai hàng lông mày của hàng lập nhíu lại đầu vai nhẹ nhàng lắc khẽ toàn thân của hắn bỗng như bọt biển mà hóa thành một làn sáng nhẹ tan biến đi cả chất lỏng cũng như hai cái ngọn gậy đều đâm phải khoảng không nhưng hai con trùng này rất thông minh chúng vừa thấy vậy thì lập tức cặp cánh phía sau lưng rung lên thân hình của cả hai đường nhòa đi rồi biến mất tâm ngay sau đó không gian ở một nơi bên cạnh quảng trường khẽ dao động thân hình của hai con trùng này liền chợt hiện ra mà chuyện tiếp theo lại càng kỳ quái hơn nữa vốn là hàng lập đã biến mất khỏi vị trí ban đầu thì giờ đây cũng ngay tại chỗ cũ chợt lóe lên nhiều cái đốm sáng nhỏ sau khi ngưng tụ thân hình quen thuộc lại nhẹ nhàng hiện ra thêm một lần nữa hai con trùng to lớn thấy vậy biết mình đã bị lừa chúng liền trống to giận dữ lao về phía của hàng lập nhưng lúc này hàng lập đã vận chuyển pháp quyết xong hắn ném cái khối cầu điện đang cầm trong tay lên phía bầu trời hào quang vàng rực khối cầu liền chìm thẳng vào trời cao không thấy đâu nữa nhưng sau đó là một tiếng nổ đinh tai truyền đến giữa bầu trời cao có vô số ký hiệu tràn ra hóa thành một cái cột sáng màu vàng lao xuống như cái thác nước đánh thẳng lên thân mình của một con trùng hình mặt người đây chính là tế lôi thuật mà hàng lập mới hoàn thiện cách đây không lâu con trùng thét lên thảm thiết, thậm chí nó còn chưa kịp dễ dụa, trong làn sáng vàng rực đã lập tức hóa thành tro bụi mà biến mất khỏi thế gian. Tế lôi thuật thực sự quá lợi hại, ngay đến cả nhân diện trùng cũng không thể đón đỡ được chút nào. Côn trùng còn lại thấy vậy thì liền rất sợ hãi, nó vừa giận mà vừa sợ. Nó không đợi cho thân thể của mình kịp lao tới mà đã vội thét chối tay tạo thành một cơn sóng âm cuốn tới tấn công hàng lập. Hết tập 404, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lassadio